Đây là một cái phổ nữ trùng sinh tu tiên thế giới, từ tầng dưới chót từng bước một hướng lên trên câu chuyện. Hứa Thanh đã sống hết cuộc đời bình thường của xã hội hiện đại, cô cảm thấy cuộc sống vô nghĩa này cô sống một lần là đủ rồi. Kết quả là, cô ấy đã được tái sinh. Vẫn là sống lại đến xã hội phong kiến, trời ạ, à, đây là trời muốn vong ta a, à, kết quả, Liễu Ngạn Hoa Minh lại một thôn, đây lại là một thế giới võ hiệp. Kim đại hiệp, tôi tới đây. Trời ạ, à, là ta bố cục nhỏ, đây lại là một cái tu chân thế giới. Đây là một người bình thường tu chân cố sự. Câu chuyện về một người đàn ông bình thường đấu tranh từ đáy xã hội. Là một người bình thường giống như ngươi, giống như ta sẽ phạm sai lầm, sẽ phạm ngu xuẩn người bình thường tu chân cố sự. Đây cũng là một tu chân giới không giống nhau, không chỉ là giết người đoạt bảo. Có tình thân, có tình yêu, có tình bạn, có khoái ý ân cừu, có xã thân thành nhân. Một đối một chính phú Chương một Phổ nữ gặp trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Hứa gia người một nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Lần đầu nghe thấy Bách Thảo Môn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Hứa viễn chí rời nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Rõ ràng hoang lộ ra thiên phú Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Hứa rõ ràng hoang học y bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Hứa rõ ràng hoang rời nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Sơ đến Bách Thảo Môn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Nội môn tuyển bạc bên trong. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Thông qua tuyển bạc rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.